Bát Tiên Quần Thú thì các bạn đã xem nhiều và nghe nhiều rồi. Nhưng mà đây là mẫu bát tiên rất mới, có tên là Bát Tiên Trúc Thọ, ở trong tổng thể của một cái bức tranh có tên là Quần Tiên Trúc Thọ. Và Bát Tiên Trúc Thọ này chúng tôi vẫn vẽ là 8 vị tiên trong truyền thuyết của đạo giáo, bao gồm các cái vị tiên rất là quen thuộc, ví dụ như là Trương Quả Lão này, hay là Hàn Trung Ly, Hán Trung Ly này, Hàn Tương Tử này, rồi Hàn Tiêu Cô này. Thì 8 vị này đều đang đứng ở các cái thế khác nhau và cầm các cái báu vật ở trên tay. Ví dụ như là cái vị Hán Trung Ly này thì đang cầm quả bầu này, vị Hàn Tương Tử này thì đang thổi sáo này, hay là Hà Tiên Cô thì cầm cái lá sen. Và mỗi người một vẻ, tuy là chưa ra hết được các cái khuôn mặt nhưng mà nhìn qua trên đây thì các bạn cũng đang đều thấy mang lại một cái sự tươi vui, giống như là các vị tiên này đang đi hội ấy, trên cái nét mặt của họ đang thể hiện một cái sự phấn khởi. Và chúng ta hãy cùng chờ xem từ nay đến Tết để xem cái tác phẩm Quần Tiên Trúc Thọ này sẽ như thế nào nhé.